công tử. Tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi thấy nó chua chát quá. Công tử còn giận, tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã trải thân lưu lạc giữa phong trần trong cuộc đời và ra bạc đen, tri ân cứ xử với tâm chân tình, xa dịu niềm đắng cay là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm hận. Xin cứ nặng lời mi mai em cúi mặt đời chờ, những quốc hờn của ai. Tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nắng nở ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả. Em không dám sanh học đòi với trang nghĩa phu ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiếng chồng ưng khi lai kinh, đây mơ hành trang trang chứ một thâm tình và số bạc mòn đã chắc chiêu trong những ngày nắng mưa tầm tao. Em xin trang trọng trao tay ăn cần đưa tiễn kẻ đắng trên. Gửi gắm vào dám giữ khuê môn ban cầu dừng quang, vì nắng nghĩa thương thường bước qua dòng lễ giáo thị phi. Ngài ban hộ tấm đề làm rạng danh tâm cầu, em không dám mong cùng ai vui đau sướng tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri, xin giới Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào vì ý tình nàng tha thiết quá, biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay. Còn đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự mà đêm từng đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn. Đêm từng ngày tháng rung dần trong yêu quanh, thầm cầu mong cho ai được chữ công danh.
tranh hình dung bóng ai chập chờn bên bếp lửa có ro thơm la thêm vào đủ sáng học kinh thi miệng đọc sách gian gian tay đi đập mùi em cố dở cho rồi chiếc áo hầu cho kịp bụi lại kinh. Lòng đã trao